Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 6. Những bài giảng lần trước, các em đã được làm quen với số tự nhiên. Bài giảng ngày hôm nay, cô nêu ra một khái niệm rất đặc biệt và quan trọng với các em sau này, đó chính là lũy thừa với số mũ tự nhiên. Chúng ta đều đã biết, nếu như chúng ta lấy n số a cộng vào với nhau, thì ta sẽ viết gọn là n nhân với a. Cụ thể ở đây, cô lấy n bằng 4. Như vậy thì nếu như có 4 số a nhân với nhau thì ta sẽ viết nó như thế nào? Đây là những cơ sở đầu tiên để xuất phát ra được khái niệm lũy thừa. Chúng ta vào phần thứ nhất, tìm hiểu lũy thừa với số mũ tự nhiên. Giả sử ở đây cô có các ví dụ 3 số 2 nhân với nhau, ta sẽ viết nó thành 2 mũ 3. 4 số a sẽ là a mũ 4. 2 mũ 3 hay là A mũ 4 sẽ được gọi là các lũy thừa. Như vậy tổng quát chúng ta có lũy thừa bậc N của A là tích của N thừa số bằng nhau và mỗi thừa số bằng A. Về cấu tạo, giả sử lũy thừa của cô là A mũ N thì khi đó N được gọi là số mũ, A được gọi là cơ số. Có một điều quy ước, đó là A mũ 0 sẽ bằng 1. Các em hãy chú ý điều này. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các phép toán liên quan tới lũy thừa. Phép đầu tiên đó là nhân hai lũy thừa có cùng cơ số. Chúng ta có 3 mũ 2 nhân với 3 mũ 3 thì chính bằng 2 lần số 3 nhân với 3 lần số 3. Tổng cộng ta sẽ thấy nó có 5 lần số 3. Như vậy nó chính bằng 3 mũ 5. Tương tự, A mũ 3 nhân A mũ 4 sẽ bằng 7 lần số A và bằng A mũ 7. Từ điều này thì chúng ta sẽ có tổng quát A mũ M nhân A mũ N chính bằng A mũ M cộng N. Nói cách khác, muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ. Phép chia thì ngược lại, ta có từ phép nhân 2 mũ 3 nhân 2 mũ 4 thì bằng 2 mũ 7. Như vậy, 2 mũ 4 sẽ bằng 2 mũ 7 chia cho 2 mũ 3. Ta thấy nó chính bằng 2 mũ 7 trừ 3. A mũ M chia cho A mũ N sẽ bằng A mũ M trừ N. Với điều kiện ở đây, M của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng N. Tiếp theo, đó là lũy thừa của lũy thừa. Cô có 2 mũ 3 tất cả bình sẽ bằng 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 3 và bằng 2 mũ 6. Tổng quát chúng ta sẽ có A mũ N tất cả mũ M sẽ bằng A mũ M nhân N. Em chú ý, lũy thừa của lũy thừa sẽ khác với tích của hai lũy thừa. Đừng bạn nào nhầm A mũ M nhân A mũ N sẽ bằng A mũ M nhân N. Điều đó là sai. Chúng ta có một vài ví dụ. 3 mũ 4, sau đó tất cả mũ 5 sẽ bằng 3 mũ 4 nhân 5 và bằng 3 mũ 20. Tương tự, x mũ 7, tất cả mũ 3 sẽ bằng x mũ 21. Có một số điều chú ý. Những phép tính như trên màn hình là sai. Để củng cố những lý thuyết học bên trên, chúng ta sẽ làm các bài tập. Bài tập đầu tiên, đưa các tích sau về dạng lũy thừa. 3 nhân 5 sẽ bằng 15. Như vậy, tích này sẽ bằng 4 số 15 và bằng 15 mũ 4. Câu B. Ở đây ta thấy rằng hai lũy thừa này không có cùng cơ số. Tuy nhiên, 8 và 4 lại cùng chia cho 2. Như vậy ta sẽ đưa 4 về thành 2 mũ 2, 8 về thành 2 mũ 3. 4 mũ 10 lúc này sẽ biến thành 2 mũ 2 tất cả mũ 10. 8 mũ 15 sẽ bằng 2 mũ 3 tất cả mũ 15 và nó bằng 2 mũ 20 nhân 2 mũ 45 và bằng 2 mũ 65. Như vậy, muốn nhân hai lũy thừa khác cơ số, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách đưa chúng về cùng một cơ số. Câu 3. 9 mũ 8 chia cho 3 mũ 2. 3 mũ 2 ta viết nó thành 9. 9 mũ 8 chia cho 9 được 9 mũ 7. Cách thứ hai, 9 mũ 8 ta sẽ biến nó thành 3 mũ 16. 3 mũ 16 chia cho 3 mũ 2 sẽ bằng 3 mũ 14 hay chính bằng 9 mũ 7.
Dạng toán thứ hai đó là so sánh hai lũy thừa. Trước khi vào so sánh, các em hãy ghi nhớ điều sau. Với mọi số A thuộc n sao, số m, n thuộc số tự nhiên lớn hơn 0, sao cho m nhỏ hơn n, thì A mũ m sẽ nhỏ hơn A mũ n. Đó là hai lũy thừa có cùng cơ số. Lũy thừa nào có số mũ lớn hơn thì lũy thừa đó lớn hơn. Tiếp theo là so sánh hai lũy thừa có cùng số mũ. Với mọi m, a, b thuộc số tự nhiên 0 nhỏ hơn a, nhỏ hơn b thì a mũ m sẽ nhỏ hơn b mũ m. Áp dụng điều ghi nhớ đó, chúng ta có lời giải của bài toán. Đầu tiên đó là so sánh 64 mũ 7 và 4 mũ 22. Ta biến đổi 64 mũ 7 bằng 4 mũ 3 tất cả mũ 7 và bằng 4 mũ 21. 4 mũ 21 chắc chắn sẽ nhỏ hơn 4 mũ 22. Như vậy, 4 mũ 22 lớn hơn 64 mũ 7. Chúng ta cố gắng đưa hai lũy thừa này về cùng một cơ số. Câu B. Cũng tương tự như vậy. Chúng ta đưa nó về lũy thừa với cơ số là 5. Câu C. Đầu tiên chúng ta biến đổi 2 mũ 333 thành 8 mũ 111. 3 mũ 222 ta biến đổi được về thành 9 mũ 111. Chắc chắn là 8 mũ 111 sẽ nhỏ hơn 9 mũ 111. Như vậy ta có 2 mũ 333 sẽ nhỏ hơn 3 mũ 222. Đó là cách so sánh các lũy thừa, hoặc ta đưa chúng về các lũy thừa có cùng cơ số, hoặc ta đưa chúng về các lũy thừa có cùng số mũ. Sau đó chúng ta sẽ so sánh. Bài toán thứ 3 là tìm x. Chúng ta cũng có một số điều ghi nhớ. Nếu như hai lũy thừa có cùng số mũ mà bằng nhau thì cơ số của chúng bằng nhau với A, B, M thuộc số tự nhiên. A mũ m bằng a mũ n thì m cũng phải bằng n. Từ đó chúng ta có lời giải. Các em có thể theo dõi. Chú ý ở đây x mũ 3 bằng 8. Cô biểu diễn 8 thành 2 mũ 3 và từ đó suy ra được x phải bằng 2. Câu B hoàn toàn tương tự như vậy. Bước đầu tiên, cô tìm 4 nhân 2 mũ x. Sau đó rút gọn, được 2 mũ x bằng 32. 32 ta biểu diễn thành 2 mũ 5. Như vậy, x phải bằng 5. Tiếp theo, ta đến với bài toán thứ 4, tính tổng. Biểu thức thứ nhất, A chính là tổng của các lũy thừa cơ số 2 với số mũ từ 1 đến 101. Dạng toán này cô cũng đã chứng minh trong bài giảng tính tổng của các dãy số có quy luật trong khóa học ôn tập hè. Đầu tiên ta sẽ tính 2A bằng cách nhân 2 với từng số hạng trong A. Sau đó lấy 2A trừ đi A. Chúng ta sẽ thấy các thành phần ở giữa bị triệt tiêu. Từ đó A chỉ còn bằng 2 mũ 102 trừ đi 2. Tương tự như vậy, B. Lúc này không phải chỉ riêng mình tổng mà nó đan dấu, tức là có dấu cộng, dấu trừ. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ nhân 3 vào từng số hạng của B. Sau đó, thay vì thực hiện phép trừ như bên trên, chúng ta sẽ thực hiện phép cộng, tức là B cộng 3B sẽ bằng các hạng tử này. Cộng với các hạng tử này thì ta sẽ thấy chúng triệt tiêu cho nhau. Và kết quả cuối cùng, 4B sẽ bằng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 101 và ta suy ra được giá trị của B là 3 mũ 2 cộng 3 mũ 101 chia cho 4. Bài tập thứ 5, xét tính chia hết. Các em hãy chú ý và thử chứng minh xem tổng A có chia hết cho 3 hay không. Thông thường muốn chứng minh một biểu thức chia hết cho 3, chúng ta sẽ cố gắng tách nó thành 3 nhân với một biểu thức nào đó. Chúng ta sẽ cùng thử xem có tách được A hay không.
A, đầu tiên chúng ta sẽ ghép lần lượt hai biểu thức với nhau. Ta thấy ở đây sẽ xuất hiện các thừa số là 3, sau đó bỏ 3 ra bên ngoài. Ta thấy ngay đây là một số tự nhiên, như vậy A của chúng ta sẽ chia hết cho 3. Đó là cách làm bài toán dạng như thế này. Các em sẽ cố gắng tách để xuất hiện số mà người ta yêu cầu chứng minh có chia hết hay không. Bài giảng ngày hôm nay, cô đã nêu ra một số lý thuyết cũng như là bài tập về lũy thừa. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận phía dưới. Nếu như có thắc mắc, các em hãy đăng ở mục thảo luận để cô và các bạn có thể giúp đỡ. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi phía dưới trên YouTube để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!